quân đội sẽ có lễ phục mới. Đó là thông tin trong Nghị định 22 vừa được Chính phủ ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 vừa qua. Thời gian mặc thống nhất trang phục dự lễ mới trong toàn quân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Theo đó, thì Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thiết kế thử nghiệm mẫu lễ phục K-24 mới, giữ nguyên màu sắc, đảm bảo tính truyền thống của quân đội, tạo thuận lợi trong việc mua sắm sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng, mẫu lễ phục K-08 trước đây cho quân nhân nam chưa đảm bảo trang trọng, với nữ thì còn gò bó, chưa phù hợp với nhiệm vụ. Lễ phục được sử dụng trong các lễ, sự kiện do nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương tổ chức, hội nghị mừng công, đại hội đảng, đại hội các tổ chức quần chúng, tiếp đón các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo đảng và nhà nước theo nghi thức quân đội. Kinh phí sản xuất mua sắm lần đầu của lễ phục K-24 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn quân là khoảng 1.800 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2024 và cân đối bảo đảm tiêu chuẩn quân trang cho quân nhân trong số dự toán được giao thường xuyên hàng năm. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, lễ phục K-24 mới thay thế cho K-08 không ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Trong tháng 3 này, một số chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực như là tăng giá trần vé máy bay nội địa, quy định về chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học. Từ hôm nay, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa chính thức có hiệu lực. Các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Từ ngày 15 tháng 3, thông tư của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt bắt đầu có hiệu lực. Các loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm kiểm tra sản xuất, lắp ráp, kiểm tra nhập khẩu, kiểm tra hoán cải, kiểm tra định kỳ. Chu kỳ kiểm tra định kỳ được quy định rõ theo loại phương tiện, thời gian khai thác. Với phương tiện đã khai thác trên đường sắt quốc gia dưới hoặc bằng 30 năm tính từ năm sản xuất, chu kỳ kiểm tra định kỳ của đầu máy phương tiện chuyên dụng tự hành là 18 tháng, của toa xe khách là 14 tháng, của toa xe hàng, phương tiện chuyên dụng không tự hành là 20 tháng. Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3. Theo đó, chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. Tiêu chuẩn 1 về tổ chức và quản trị, trong đó bộ máy tổ chức phải ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả, không khuyết thiếu đồng thời hai vị trí lãnh đạo chủ chốt quá 6 tháng. Tiêu chuẩn 2 về giảng viên cơ sở đại học phải đáp ứng tiêu chuẩn về số lượng, trình độ, quỹ thời gian đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu. Tiêu chuẩn 3 về cơ sở vật chất, phải có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu, bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Tiêu chuẩn 4 phải duy trì cân đối tài chính. Tiêu chuẩn 5 về tuyển sinh và đào tạo phải duy trì được chất lượng, hiệu quả và hỗ trợ người học. Tiêu chuẩn 6 phải có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thể hiện qua các kết quả công bố khoa học và nguồn thu từ hoạt động này. Cần tập trung cải thiện hai nhóm vấn đề trọng yếu, đó là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch pre-funding và giới hạn sở hữu nước ngoài để nâng hạng thị trường chứng khoán. Đó là thông tin được đưa ra tại diễn đàn Vì một mùa đại hội cổ đông đổi mới và hiệu quả do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với sự đồng hành của HOSE và HNX, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam tổ chức vào sáng nay. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 700 người đến từ hơn 350 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và các tổng công ty, tập đoàn nhà nước và tư nhân. Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Với nỗ lực chung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các bộ ngành liên quan, Việt Nam đã có nhiều cải thiện và đạt được nhiều tiêu chí quan trọng theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng và định chế tài chính quốc tế lớn. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bên cạnh hai yếu tố kỹ thuật là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch pre-funding và giới hạn sở hữu nước ngoài, việc nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi còn phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư nước ngoài khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán. Ước tính khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo chuẩn FTSE, FTSE, 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn sẽ chảy ngay vào thị trường chứng khoán của Việt Nam. Thời gian tới sẽ sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp FDI nói chung và các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc nói riêng. Đây là một trong những khẳng định đáng chú ý tại hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thủ tục hành chính thuế hải quan năm 2023-2024. Bộ Tài chính khẳng định, thời gian qua đã có nhiều giải pháp chưa có tiền lệ về thuế, phí và lệ phí
hỗ trợ người dân doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, với giá trị hỗ trợ lên đến khoảng 200.000 tỷ đồng trên năm. Trước thắc mắc của doanh nghiệp về việc có được hoàn thuế với các trường hợp đầu tư máy móc thiết bị mở rộng đầu tư hay không, đại diện Tổng cục Thuế cho biết hiện nay chưa áp dụng hoàn thuế. Tuy nhiên, Cục Chính sách Thuế đang tham mưu sửa đổi nội dung này. Trong trường hợp nếu mà doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu mà có đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, trong trường hợp hồ sơ cụ thể sẽ được xác định các cái tỷ lệ đối với lại cái trường hợp mua vào hoạt động xuất khẩu, mua mở rộng để hoạt động xuất khẩu được tính tỷ lệ để hoàn thuế. Cho nên là với trường hợp cụ thể của các cái hồ sơ thì có thể là doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan thuế để mà xác định cái nội dung này. Còn khả năng hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết sẽ xem xét sửa nghị định 134 của Chính phủ hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành. Trong cái chương trình sửa đổi các cái văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ trình với Chính phủ và Quốc hội để xem xét sửa cái luật này trong cái khóa tới. Và khi mà sửa cái luật này trong khóa tới thì sẽ xem xét, đồng thời là sẽ phải có cái nghị định để hướng dẫn cái luật thuế mới đó. Đây là một cái bước phát triển khá là lớn và tiến bộ hơn. Do vậy thì những cái sự chỉ đạo của cấp cao từ Bộ Tài chính xuống các cái lãnh đạo của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan ấy sẽ truyền đạt đến các cái cục thuế và cục hải quan của các địa phương thì làm sao mà phối hợp chặt chẽ và giải quyết những cái vướng mắc khó khăn trong thời gian sắp tới. Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc đánh giá, rà soát và sửa đổi bổ sung các luật về thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Điều này sẽ giúp hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế theo thông lệ quốc tế. Thời gian qua, truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận được phản ánh của 300 tiểu thương chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về việc đóng cửa chợ để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh. Việc đóng chợ khiến cho tiểu thương bị bất ngờ khi mà nguồn hàng chưa được bán cũng như là vận chuyển hết. Theo thông báo, chợ Mai Động phải dừng hoạt động trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, 300 tiểu thương đang hoạt động tại chợ vừa mới nhập hàng để bán trong và sau dịp Tết. Số lượng còn nhiều nên việc đóng cửa ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Vợ chồng thì không có lương hưu, rất là khổ. Mà báo có 3 ngày thì chuyển hàng thì làm sao mà chúng tôi chuyển được hàng. Khổ lắm. Bây giờ nhà nước cũng phải thương đến người dân. Cuối năm ngoái, các anh ấy không có ý kiến gì. Bà con đã nhập rất nhiều hàng về để coi như là kinh doanh vào cái dịp Tết. Đến bây giờ, ra riêng cũng chưa kịp hoàn hồn thì các anh ấy lại đã có 2 ngày thông báo. 4 ngày phải di rời chợ thì chúng tôi không thể thực hiện được. Các tiểu thương đều đồng tình với việc xây dựng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ các hộ dân kinh doanh cũng cần được tính tới. Trong đó là chế độ chính sách cho các tiểu thương bị ảnh hưởng từ giải phóng mặt bằng. Văn bản cụ thể là cái thời gian nào cái chợ này phải giải tán của giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai nữa, về muốn cho chúng tôi giải thoát hàng thì phải cho mở cổng cho bà con, điện nước cho bà con để bà con còn giải thoát hàng để thu lại hồi vốn. Đấy, cái thứ ba là cho chúng tôi được nhận những cái hỗ trợ và những cái nhà nước cho chúng tôi có cái địa điểm di chuyển và ổn định lại cái cuộc sống. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, việc đóng cửa chợ để ra mặt bằng sạch cho dự án xây dựng đường Tam Trinh được thực hiện theo các thông báo từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Hiện đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Theo đó là các mức áp giá hỗ trợ cho từng tiểu thương sẽ khác nhau, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng. Đối với việc đầu tư tại các kiosk, hiện đang thống kê, kiểm đếm để có thêm mức hỗ trợ. Đồng thời, hướng dẫn các tiểu thương đăng ký tái kinh doanh ở các chợ mới khi có nhu cầu. Sau khi có phương án phê duyệt, có nguồn tiền thì chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm, mời các tiểu thương ra chi trả và chúng tôi là người chứng kiến việc chi trả tiền đấy. Và yêu cầu ban quản lý chợ là mời hết cộng dân ra, vì bây giờ là ban quản lý chợ quy định là đang quản lý các cái tiểu thương trong này, còn thẩm quyền của phường nó quản lý mặt hành chính. Đấy, chúng tôi cũng mong muốn là thi ở trên một địa bàn của địa phường thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến tất cả các cái lĩnh vực như thế, mà chúng tôi là có trách nhiệm chứ không phải là bỏ qua cái việc là tiểu thương hoạt động như thế. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh lên gần 3.355 tỷ đồng, tăng gần 1.288 tỷ đồng.
trong đó sử dụng 1.000 tỷ từ nguồn cải cách tiền lương để đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, luật sư và bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Có 6 luật sư đăng ký bào chữa cho ông Trần Văn Sĩ và 4 luật sư bào chữa cho bà Hàn Ni. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng có đơn xin vắng mặt. Thưa quý vị, tại phiên tòa, bị cáo Hàn Ni và bị cáo Trần Văn Sĩ khai lý do phạm tội là do bà Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội và có những lời lẽ xúc phạm bà Ni và có những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư cá nhân của bà Hàn Ni. Do đó thì bà Ni đã ghi hình để phản biện lại những nội dung mà bà Phương Hằng đã nói không đúng về mình. Bà Hàn Ni cho biết năm 2022 đã gửi nhiều đơn đề nghị công an tỉnh Bình Dương đề nghị ngăn chặn hành vi phát ngôn sai sự thật của bà Phương Hằng. Tuy nhiên, bà Phương Hằng vẫn tiếp tục livestream thông tin bí mật cá nhân, uy tín của bà Hàn Ni trong thời gian dài. Bà Hàn Ni khẳng định việc ghi hình lên mạng chỉ để phản biện, không vì mục đích xúc phạm bà Hằng. Bị cáo đã tìm hiểu trong Bộ luật hình sự không có bất kỳ cái quy định nào về bí mật tội phạm về bí mật cá nhân, cũng như trong dân sự cũng không có xác định bí mật cá nhân, chỉ có bí mật thư tín. Và nếu những cái bí mật mà thuộc về cá nhân nó phải được giấu kín, còn những điều mà bị cáo nói về bà Hằng là bị cáo dẫn lại những cái gì mà báo chí đã đăng công khai chính thống. Sau khi xét xử bà Hằng không xong thì bị cáo cũng không được minh oan, bởi vì những thông tin đó vẫn được lan tỏa trên mạng đến bây giờ. Trả lời câu hỏi Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tại tòa, bà Hàn Ni cho biết các thông tin, nội dung, lời lẽ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vào tháng 9 năm 2021 trên mạng là không phù hợp pháp luật, đồng thời mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm mức án do lần đầu vi phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, Viện Kiểm sát TP.HCM đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Sáng nay 1 tháng 3, Lữ đoàn 172 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024, phát động và triển khai đợt thi đua Mừng Đảng, Mừng Xuân, ra quân quyết thắng. Lữ đoàn 172 là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phụ trách tàu chiến đấu mặt nước thuộc Vùng 3, quân chủng Hải quân, bảo vệ vùng biển chiến lược. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 172 cũng luôn tích cực chủ động giúp đỡ nhân dân phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển xa bờ. Trong đợt ra quân huấn luyện này, Lữ đoàn 172 tập trung nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp và đặc biệt là xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong quân đội. Lữ đoàn sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện với quyết tâm cao nhất, quán triệt cho 100% quân nhân nắm chắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hậu cần, kỹ thuật chỉ tiêu huấn luyện, đảm bảo cơ sở vật chất và thao trường huấn luyện đạt kết quả tốt nhất. Ngày sau lễ ra quân, Lữ đoàn đã tổ chức tham quan mô hình học cụ về tàu chiến, thi chèo xuồng SEMA 450, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn đơn vị. Thưa quý vị, những ngày qua tại Đà Nẵng, mực nước sông Yên tại nhiều thời điểm đã xuống thấp và ảnh hưởng đến công tác vận hành, gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cũng như là nước sản xuất trên địa bàn. Theo các đơn vị chức năng, điều đáng lo ngại trong việc cấp nước năm 2024 không phải là xâm nhập mặn, mà đó là thiếu nguồn nước thô để cung cấp cho các nhà máy nước, trong khi các thủy điện thì lại xả dưới mức quy định. Trạm bơm phòng mặn An Trạch mới được đầu tư sẽ điều tiết nguồn nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ thay thế nước sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, hiện mức nước có thời điểm chỉ còn 1,6 mét. Thiếu nguồn nước thô nên một trạm bơm phòng mặn phải dừng vận hành đã làm giảm một nửa lượng nước cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ. Với công suất hiện tại của hai trạm bơm phòng mặn An Trạch là 420.000 mét khối. Nhưng nếu mực nước sông xuống quá thấp thì chúng tôi chỉ hoạt động được cái cụm trạm bơm phòng mặn An Trạch mới với công suất là 210.000 mét khối ngày đêm. Vì thế là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc cung cấp nước cho thành phố. Qua theo dõi, hầu như các hồ chứa thủy điện xả nước quá ít về hạ du gây nên tình trạng hạ thấp mực nước tại thượng lưu đập An Trạch. Từ đó dẫn đến không bảo đảm vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và có nguy cơ thiếu nước cho thành phố. Nguyên nhân là do các cái hồ thủy điện là xả nhưng mà cái lượng nước xả nó quá ít. Đấy, nó dẫn đến là cái mực nước nó trên cái toàn bộ hệ thống sông Bu Gia là nó thấp. Đấy, nó ảnh hưởng đến vấn đề khai thác nước của Đào Cô Cô. Cái vấn đề thứ hai nữa là hiện nay chúng ta thấy rằng cái hệ thống đập dân An Trạch thì qua một quá trình sử dụng rất là lâu rồi. Thì cũng đến giai đoạn nó xuống cấp, nó dẫn đến vấn đề rò rỉ qua các cái hệ thống van phai. Thì cái việc rò rỉ này nó cũng góp phần giảm cái mực nước tại cái thượng lưu đập An Trạch.
tổng cái lượng nước sử dụng của hạ du không lớn so với khả năng dự trữ và vận hành điều hòa của các hồ thủy điện lớn trên địa bàn của Quảng Nam và Đà Nẵng. Tuy nhiên là cái lượng nước mà đẩy mặn hoặc là lượng nước trôi ra biển thì lớn hơn rất nhiều. Cho nên các biện pháp công trình giảm mặn ở hạ du có lẽ là cái quyết định nhất để mà tạo sự an toàn và tin cậy trong việc cấp nước ngọt của vùng hạ du Vu Gia Thu Bồn. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thủy điện trên lưu vực quan tâm phối hợp trong khai thác, sử dụng nước đúng quy định nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du.